Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Tây Đô ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội chợ nông nghiệp quốc tế Việt Nam 2024 sẽ diễn ra đầu tháng 11 tới tại thành phố Cần Thơ. Bánh tét truyền thống của Việt Nam lọt vào danh sách 100 món từ đậu ngon nhất thế giới. Thưa quý vị, chiều hôm qua ngày 30 tháng 9, Kiểm toán Nhà nước khu vực 5 tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Bạc Liêu và thành phố Cần Thơ. Dự hội nghị có ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, ông Nguyễn Đức Sĩ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 5. Đoàn Kiểm toán Nhà nước thực hiện nhiệm vụ kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Bạc Liêu và thành phố Cần Thơ do ông Lê Hoàng Đệ, Chánh văn phòng Kiểm toán Nhà nước khu vực làm trưởng đoàn kiêm tổ trưởng. Nội dung kiểm toán xoay quanh công tác điều hành ngân sách, tổng hợp là báo cáo quyết toán ngân sách địa phương, phạm vi kiểm toán thuộc niên độ ngân sách năm 2023 và các thời kỳ trước sau có liên quan. Thời hạn kiểm toán 14 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán. Các đơn vị được kiểm toán của tỉnh Bạc Liêu gồm Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu. Thời gian kiểm toán từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 năm 2024. Các đơn vị được kiểm toán của thành phố Cần Thơ gồm Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục thuế, Cục hải quan thành phố Cần Thơ. Thời gian kiểm toán từ ngày 7 tháng 10 đến ngày 13 tháng 10 năm 2024. Địa điểm kiểm toán là tại các đơn vị được kiểm toán và trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực 5. Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán chuẩn bị các số liệu báo cáo liên quan để kịp thời cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm toán đảm bảo kế hoạch và thời gian quy định. Cũng chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển có buổi tiếp ngài Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển trân trọng cảm ơn ngài Madan Mohan Sethi đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và Tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, các đối tác Ấn Độ nói chung. Ngài Tổng lãnh sự luôn dành thời gian tham dự những sự kiện quan trọng của thành phố, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên và mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ cao, y tế và giáo dục. Các hoạt động ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân cũng được thúc đẩy, triển khai có hiệu quả và sâu sắc hơn. Trong đó có dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn tại các tuyến giao thông trên địa bàn quận, huyện của thành phố Cần Thơ. Sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại 50.000 đô la Mỹ từ quỹ tác động nhanh của chính phủ Ấn Độ trong năm tài khóa 2024-2025 là minh chứng cho sự hợp tác hiệu quả và bền vững giữa hai bên, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân địa phương mà dự án triển khai. Đặc biệt, trong năm 2023 vừa qua, với sự hỗ trợ tích cực của ngài Tổng lãnh sự, thành phố Cần Thơ tổ chức chuyến công tác tại Ấn Độ thành công và hiệu quả. Cảm ơn sự hỗ trợ của người dân và lãnh đạo thành phố thời gian qua, ngài Madan Mohan Sethi khẳng định, trong thời gian tới, dù kết thúc nhiệm kỳ, ông vẫn sẽ tiếp tục là cầu nối để doanh nghiệp hai bên có thể tiếp cận, hợp tác đầu tư ở các lĩnh vực và phát triển tiếp nối những giá trị tốt đẹp đã đạt được trong thời gian qua. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 11 2024 sẽ diễn ra Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế Việt Nam 2024 tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hội chợ Triển lãm thành phố Cần Thơ, số 108A Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Hội chợ chính thức khai mạc lúc 9 giờ ngày 1 tháng 11 thứ Sáu. Hội chợ năm nay có quy mô dự kiến hơn 250 gian hàng với 100 đơn vị, doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự. Các hoạt động tại hội chợ gồm chương trình hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn về các chủ đề liên quan đến sản xuất, tiêu thụ nông sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long và liên kết phát triển nông nghiệp của Việt Nam. Các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và chương trình kết nối nhà sản xuất và nhà phân phối. Chương trình tư vấn trực tiếp kiến thức cho nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp, các quy trình nuôi trồng, canh tác, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch của các nhà khoa học, các chuyên gia về nông nghiệp, chương trình kết nối và giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hai sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Bến Tre là trái dừa xiêm xanh và bưởi da xanh vừa được Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Canada cấp văn bằng bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận. Điều này khẳng định giá trị thương hiệu của hai loại trái cây này ở tỉnh Bến Tre, cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Canada là thị trường tiềm năng mà tỉnh Bến Tre hướng đến để xuất khẩu hàng hóa với giá trị cao, cũng là điều kiện tốt để mở rộng xuất khẩu ra toàn cầu. Do đó, ngành nông nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân sản xuất dừa xiêm xanh, bưởi da xanh cũng như các loại cây ăn trái khác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng hàng hóa. Chương trình Tây Đô ngày mới sáng nay sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhất trí với dự thảo trình Thủ tướng về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với thời gian nghỉ 9 ngày liên tiếp. Cụ thể, lịch nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sẽ bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2025, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Như vậy, với phương án này, dịp nghỉ Tết âm lịch, công chức viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 4 ngày nghỉ hàng tuần. Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất phương án cán bộ công chức viên chức được nghỉ 4 ngày từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2025. Còn dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, nhất trí việc hoán đổi ngày làm việc thứ 6, ngày 2 tháng 5 sang thứ 7, 26 tháng 4, 2025 để kỳ nghỉ kéo dài trong 5 ngày, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2025. Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với mô tô xe máy, thay thế quy chuẩn Việt Nam 14-2015, Bộ Giao thông Vận tải. Theo dự thảo, mô tô xe máy cho người khuyết tật phải đáp ứng các quy chuẩn riêng. Cụ thể, nếu động cơ của xe là động cơ nhiệt thì dung tích không lớn hơn 125 cm3. Nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất lớn nhất không lớn hơn 4 kW. Các bánh xe trên cùng một trục phải đối xứng với nhau qua mặt phẳng trung tuyến dọc của xe. Xe có chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,2 m, chiều cao 1,4 m. Khả năng leo dốc lớn nhất không nhỏ hơn 12%. Xe phải có ký hiệu xe cho người khuyết tật ở vị trí thích hợp để có thể nhận biết dễ dàng. Dự thảo quy định xe có thể bố trí thêm chỗ ngồi cho một người đi cùng, giá để hành lý nếu có, phải được lắp đặt chắc chắn, khối lượng hành lý cho phép chở không quá 20 kg. Xe có thể bố trí cơ cấu giữ nạn, xe lăn loại gặp được nhưng phải đảm bảo cố định một cách chắc chắn. Xe không được có thùng, khoang chở hành khách hoặc hàng hóa. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ áp dụng nhiều chính sách giảm giá ưu đãi đối với vé tàu khách tuyến Bắc Nam dịp Tết Ất Tỵ 2025. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 16 tháng 2 năm 2025, tức từ ngày 16 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng, ngành đường sắt tổ chức chạy 9 đôi tàu khách thống nhất Hà Nội-Sài Gòn và 13 đôi tàu khách khu đoạn Sài Gòn-Vinh, Sài Gòn-Đà Nẵng, Sài Gòn-Quảng Ngãi, Sài Gòn-Quy Nhơn, Sài Gòn-Nha Trang, Sài Gòn-Phan Thiết, Hà Nội-Đà Nẵng, Hà Nội-Vinh, Huế-Đà Nẵng. Trong thời gian chạy tàu Tết, ngành đường sắt vẫn áp dụng nhiều chính sách giảm giá vé cho tập thể, khách mua vé khứ hồi, sinh viên. Vé tập thể sẽ được mở bán từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 10. Từ ngày 6 tháng 10, vé sẽ được mở bán rộng rãi tại tất cả các kênh như website, các ứng dụng ví điện tử, ứng dụng bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc tại các nhà ga, điểm bán vé. Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi gần 70, bà Phan Thị Tuyết Mai, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, vẫn giữ được trái tim nhiệt quyết, hết lòng vì những hoàn cảnh khó khăn. Để làm được điều đó, bà Phan Thị Tuyết Mai đã kết nối giữa chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, giúp chăm lo cuộc sống cho các cụ già ở khu nhà đại đoàn kết thuộc khu vực Bình Thường A, phường Long Tuyền, để các cụ luôn an tâm trong cuộc sống. Cụ Nguyễn Thị Kim, 93 tuổi, không chồng con, trước đây đi nhặt ve chai, sống lang thang. Bà Phan Thị Tuyết Mai tình cờ gặp gỡ, đưa cụ về tá túc tại khu nhà đại đoàn kết mấy năm qua. Hàng ngày bà Mai đến thăm hỏi, gửi tặng tiền, nhu yếu phẩm. Tháng trước, cụ bị bệnh nằm một chỗ, bà Mai đưa cụ đi bệnh viện chữa bệnh, ngày ngày đến thăm, giúp cụ vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa. Đến nay, cụ Kim sức khỏe đã bình phục và có thể đi lại. Mình thấy các cụ là những người là cần được trợ giúp,
mà bản thân mình là còn sức khỏe, còn khả năng, thì tôi thấy rằng không thể bỏ rơi các cụ ở lại phía sau. Rồi cô Mai bà vô bà lo, trời ơi, giò cản hả, mũ máu không là bà sức thuốc, bà rửa thuốc là một tay bà rửa cho bà Năm không à. Phường Long Tuyển có trên 1.000 hội viên người cao tuổi sinh hoạt, thấu hiểu đối tượng là người cao tuổi ở địa phương, đời sống còn khó khăn. Hơn 6 năm qua, với vai trò là chủ tịch hội người cao tuổi, bà Phan Thị Tuyết Mai đã tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách của đảng, nhà nước, lập danh sách đề nghị trợ cấp xã hội cho các đối tượng người cao tuổi một cách kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ. Thực hiện chương trình chăm sóc và khám sức khỏe phụ nữ cao tuổi, hàng năm bà Mai đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan, khám và cấp thuốc tư vấn cách phòng trị một số bệnh mãn tính cho trên 700 lượt hội viên là phụ nữ cao tuổi tại nhà, hỗ trợ mổ mắt cho 30 cụ, tổng kinh phí 96 triệu đồng. Thực hiện mô hình dân vận khéo, chăm sóc nuôi dưỡng 25 cụ già neo đơn, các cụ già có hoàn cảnh khó khăn và các cụ tàn tật trên địa bàn phường. Mỗi tháng hỗ trợ 10 kg gạo, nhu yếu phẩm trên một cụ, tổng trị giá mô hình 78 triệu đồng. Tấm lòng, nhiệt tình, rồi sự quan tâm của cô Mai đối với các hội viên cao tuổi khó khăn á, thì cũng động viên được tinh thần cho các cô, các chị là vượt qua cái khó khăn. Các cô, các chị ở trên địa bàn gọi cô Mai với cái từ là thân thương, là má Mai, để thể hiện cái sự mà yêu mến của mọi người đối với cô Mai. Mặc dù là cụ có một mình ên, nhưng mà cụ cảm thấy rằng bên cạnh mình còn có những cái tổ chức đoàn thể xã hội tận tình giúp đỡ. Từ sự gần gũi, thấu hiểu, chia sẻ của bà Phan Thị Tuyết Mai dành cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người cao tuổi, đã tạo được niềm tin và sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Từ đó góp phần thực hiện tốt công tác chăm lo cho người cao tuổi, giúp họ sống vui, sống khỏe. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa lập kế hoạch làm giai đoạn 2 của dự án thủy lợi tưới tiêu phía Tây sông Dàm Cỏ Đông với tổng vốn gần 600 tỷ đồng. Mục tiêu của giai đoạn 2 này là giảm tổn thất do thấm và tiết kiệm nguồn nước thêm khoảng 2 mét khối một giây để cấp nước cho khu dân cư, khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Dự án thủy lợi tưới tiêu phía Tây sông Dàm Cỏ Đông có chiều dài 117,8 km, dẫn nước từ Hồ Dầu Tiếng vượt qua sông Dàm Cỏ Đông để cung cấp nước cho các huyện biên giới Châu Thành và Bến Cầu. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành vào cuối năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Và đến đầu năm 2023, hệ thống này đã được nghiệm thu và đưa vào khai thác, đáp ứng cơ bản nhu cầu nước tưới nơi biên ải. Đến nay, tỉnh Tây Ninh đã phát triển hệ thống thủy lợi được đánh giá là lớn nhất cả nước với tổng chiều dài các tuyến kênh trên 2.000 km. Và hiện Tây Ninh có 4 hồ chứa nước gồm Dầu Tiếng, Tha La, Nước Trong 1, Nước Trong 2. Tỉnh Phú Yên đang thực hiện đề án xây dựng làng du lịch cộng đồng tại thôn Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. Mô hình làng du lịch cộng đồng lấy người dân địa phương là chủ thể chính, được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động du lịch, đồng thời bảo vệ và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa của địa phương. Người dân được đào tạo tập huấn về nghiệp vụ du lịch như buồng phòng, dịch vụ ăn uống, đào tạo tập huấn về an toàn biển, kỹ năng chuyên môn về bơi lội, các hoạt động trải nghiệm biển, ẩm thực truyền thống, hình thành các nhóm dịch vụ và có các tổ trưởng, tổ phó và thành viên để vận hành. Theo đề án, năm 2024 có nhiều hạng mục được triển khai, đó là xây dựng cảnh quan, tu bổ di tích Lăng Ông, xây dựng cầu tàu, điểm trưng bày sản phẩm ô cốp tại điểm dừng chân, phục dựng bộ xương cá ông, tổ chức chương trình farm trip với các công ty lữ hành, thiết kế các tour, tuyến, điểm du lịch. Bánh tét truyền thống của Việt Nam lọt vào danh sách 100 món từ đậu ngon nhất theo chuyên trang ẩm thực Stay Atlas. Bánh tét là một món ăn truyền thống của Việt Nam, thường góp mặt trong các dịp lễ đặc biệt như Tết, đám giỗ. Gần đây, những đòn bánh tét lại tôn lên tinh thần dân tộc của người Việt trong mùa bão lũ. Trước khi cho vào nồi hấp, các đòn bánh tét trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo của bàn tay các bà, các mẹ. Người nấu cần chuẩn bị những nguyên liệu như nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ, muối, tiêu xay, đồng thời lá chuối và lạc tre để gói cũng cần được vệ sinh sạch sẽ. Theo Tas Atlas, việc sử dụng lá chuối khi gói bánh làm dậy lên hương thơm độc đáo của nếp. Nguồn nhân lực được xem là một trong ba yếu tố chính để phát triển ngành du lịch một cách hiệu quả và bền vững.
Thế nhưng, theo nhận định của các chuyên gia và ngành quản lý, hiện nguồn nhân lực của ngành du lịch đồng bằng sông Cửu Long còn thiếu và yếu. Chính vì vậy, cần phải có sự quan tâm nâng chất hơn trong thời gian tới. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, hiện cả nước có trên 1 triệu 300.000 lao động du lịch, trong đó chỉ có khoảng 42% được đào tạo chuyên ngành. Riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long có 150.000 người, trong đó số lượng lao động du lịch chưa qua đào tạo chiếm 51%. Đây là những con số rất đáng được quan tâm đối với sự phát triển du lịch của khu vực nói riêng, cả nước nói chung, nhất là trong bối cảnh du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn như hiện nay. Cái lực lượng lao động đã ít và cũng còn hạn chế về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thì tuy nhiên sau đại dịch Covid thì rất nhiều cái lao động chuyên nghiệp ít ỏi của vùng thì đã di chuyển sang cái lĩnh vực khác. Đây là một cái thách thức lớn nhất của vùng trong giai đoạn hiện nay nếu muốn phục hồi và phát triển mạnh mẽ để đáp ứng được cái yêu cầu phát triển du lịch cũng như là kinh tế xã hội của vùng. Cái nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung và ở Cần Thơ nói riêng thì hiện nay thì nó cũng chưa có đầy đủ. Nó thiếu về cái mảng mà đào tạo chuyên nghiệp. Về cái mấy em nó đào tạo bài bản ra thì nó còn là chưa có đầy đủ. Từ số liệu trên có thể thấy, số lao động du lịch có chuyên môn, kỹ năng cao, chất lượng tại vùng đồng bằng sông Cửu Long còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu so với tiềm năng hiện có. Không những thế, ngoài vấn đề chuyên môn, thì một trong những khó khăn của ngành du lịch hiện nay là thiếu nguồn nhân lực đáp ứng đủ yêu cầu ngoại ngữ và công nghệ thông tin, dẫn đến làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch. Chính vì vậy, cần phải có những chính sách giải pháp nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, cũng như quan tâm đào tạo để có được một đội ngũ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng so với yêu cầu và mặt bằng chung. Các doanh nghiệp rất cần một cái nguồn nhân lực du lịch có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đặc biệt là du lịch là một cái ngành kinh tế tổng hợp. Vì vậy, không chỉ là những cái kỹ năng, những cái chuyên môn trong ngành du lịch, mà nó còn rất nhiều những cái kiến thức về văn hóa bản địa, về ngoại ngữ và những cái kỹ năng chuyên môn để phục vụ cái nhu cầu của du khách ngày càng cao. Một nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ mang đến hiệu quả như mong đợi. Theo đó, nguồn nhân lực du lịch chất lượng là một bộ phận cốt lõi có khả năng đáp ứng những yêu cầu phức tạp trong hoạt động du lịch, từ đó tạo ra năng suất và hiệu quả cao trong công việc, có những đóng góp đáng kể cho sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp du lịch nói riêng và cho quốc gia, vùng, địa phương nói chung. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh phối hợp với Ban đại diện Người Cao Tuổi quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tổ chức hội thi Thể dục dưỡng sinh năm 2024. Tại hội thi, các cụ tham gia thể hiện 3 nội dung thi gồm thi thể dục dưỡng sinh, nét đẹp người cao tuổi và biểu diễn văn nghệ. Đặc biệt là nội dung thi nét đẹp người cao tuổi được các thí sinh thể hiện tự tin qua các trang phục tự chọn phù hợp với độ tuổi của mình. Hội thi thu hút 90 hội viên thuộc 8 đơn vị phường trong quận đăng ký tranh tài ở 3 nội dung: thể dục dưỡng sinh, nét đẹp người cao tuổi và các tiết mục văn nghệ. Đặc biệt, ở nội dung nét đẹp người cao tuổi có 18 cụ đăng ký dự thi. Theo điều lệ, mỗi đơn vị cử tối đa 2 hội viên nam hoặc nữ có độ tuổi từ 60 đến 70 tuổi tham dự thi diễn trang phục lễ hội, áo dài truyền thống dành cho nam nữ hoặc trang phục veston của nam và biểu diễn trang phục tự chọn phù hợp với người cao tuổi. Những người tham gia hội rất là vui vẻ, đi rất là đầy đủ, cho nên người nào cũng ngày càng đẹp, tinh thần thái độ họ rất vui vẻ, nhiệt tình và đoàn kết luôn. Tôi nghĩ rằng là đã thi về đẹp thì nó sẽ đẹp vì cái tinh thần, thì các cụ sẽ đã hướng tới đó thì con người ta sẽ tốt đẹp hơn. Ngoài cái dưỡng sinh nói về cái thể chất, thì đã có sức khỏe mà có cái đẹp nữa thì các cụ lại càng có cuộc sống càng ý nghĩa hơn và làm đẹp cho đời hơn. Khi mà trung tâm phát động ra cái phong trào mà để tổ chức hội thi như vậy thì toàn bộ hội viên rất là hưởng ứng, vui vẻ, chấp thuận theo cái kế hoạch của trung tâm đề ra về từng bài tập
từng số lượng hội viên tham gia và từng cái thể loại nhạc mà phải đúng với yêu cầu của trung tâm ạ. Mọi người rất là vui vẻ và hưởng ứng với phong trào này. Mặc dù cao tuổi, nhưng ở hội thi, các thí sinh thực hiện các bài thể dục dưỡng sinh, các tiết mục văn nghệ, nhất là ở nội dung nét đẹp người cao tuổi, góp phần tạo nên không khí vui tươi, tự tin, sống lạc quan yêu đời ở người cao tuổi. Các cụ thực sự là những tấm gương sống vui, sống khỏe, sống có ích để cho lớp trẻ noi theo. Thưa quý vị, 11 năm qua, thầy Phạm Hoàng Quốc Bảo, huấn luyện viên võ Bencastilat, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, đã nhận nuôi hàng chục đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật. Không chỉ bảo bọc cái ăn cái mặc, thầy Bảo còn huấn luyện các em trở thành vận động viên chuyên nghiệp, đạt nhiều thành tích cao trong các giải thi đấu. Mô phạm xúc giác, diễn đạt chi tiết bằng lời nói, động tác thật chậm là những phương pháp mà thầy Phạm Hoàng Quốc Bảo, huấn luyện viên võ Bencastilat, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, hàng ngày rèn luyện cho anh Nguyễn Quốc Trọng Hiếu, 25 tuổi, bởi anh là người khiếm thị. Gia đình nghèo, cha mẹ không việc làm ổn định, bản thân lại khiếm thị. Có không ít lần Hiếu rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Tuy nhiên, cuộc sống của Hiếu bước sang một trang mới khi anh gặp được anh Phạm Hoàng Quốc Bảo. Em về tập với thầy để nâng cao trình độ hơn nữa. Và lúc đó, từ đó em đã về với thầy Bảo để tập luyện thêm khoảng 10 năm. Thành tích của em là đã được một huy chương vàng thành phố, một huy chương bạc giải Đông Nam Á. Ngoài sự cố gắng của em là có hỗ trợ từ thầy Bảo. Thầy đã tận tình chỉ dạy cho em nên em mới có được những thành công như bây giờ. Mẹ mất sớm, bà bỏ đi từ khi còn nhỏ. Anh Nguyễn Đức Chánh được anh Quốc Bảo nhận nuôi và chăm sóc tại nhà. 11 năm qua, mọi chi phí sinh hoạt học hành đều được anh Bảo hỗ trợ. Hiện nay, Đức Chánh đã tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và có thu nhập ổn định từ nghề dạy võ. Nhà thầy Bảo cũng gắng cố gắng cho em để em học hành cho tới nơi tới chốn, lo cho em có công ăn việc làm. Lương tại của em cũng tầm một tháng 7 triệu, 8 triệu. Trọng Hiếu và Đức Chánh là một trong 20 trường hợp được anh Quốc Bảo cưu mang lo toàn bộ chi phí ăn ở, học tập và dạy dỗ. Mình gặp và giúp đỡ mấy bé và hỗ trợ các bé tới ngày hôm nay, đó là mình xuất phát từ việc thấy được cái nghĩa cử cao đẹp của một số người đi trước về việc hỗ trợ giúp đỡ các bé có hoàn cảnh khó khăn và để mà các bé có thêm cái động lực, có thêm cái nghị lực và cái điều kiện để học tập và phát triển, trở thành một người công dân có ích cho xã hội. Hành động của anh Bảo khiến nhiều người hoài nghi liệu rằng anh có làm được trọn vẹn hay chỉ là lợi dụng để bắt các em làm việc đem tiền về cho anh. Nhưng hành trình 11 năm đã trả lời cho tất cả. Anh Bảo vừa là thầy, vừa là cha, chăm lo, giáo dục cho các em bằng tất cả tấm lòng. Trong nội bộ các bạn ở với nhau thì có những cái gọi là khó nói, xích mích nhỏ nhỏ thì mình phải làm sao gắn kết các bạn lại. Coi như là ngồi lại, mấy đứa phải hỗ trợ như thế này, thì bên kia hỗ trợ mấy con lại này, mấy con chia sẻ, mình là anh em, mình là gia đình thì mình phải giúp đỡ lẫn nhau, trang trải những cái công việc cho nhau để mình xây dựng cái gia đình này ngày càng mà lớn mạnh. Ngoài nhận nuôi chăm sóc tại nhà, anh Bảo còn kết nối với đoàn phường trên địa bàn quận Ninh Kiều, hỗ trợ 7 em thiếu nhi mỗi tháng 300.000 đồng để lo chi phí cho các em ăn học suốt tất cả các cấp học. Anh Bảo cũng rất là tâm huyết với việc tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, ví dụ như là các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội tại địa phương, thì góp phần cải thiện cái đời sống cũng như là giúp cho các em có điều kiện an tâm trong việc học tập. Một số em thì được anh nuôi cũng như là dạy cho học võ và cũng đạt được nhiều thành tích thi đấu cao trong đấu trường võ thuật tại địa phương cũng như là trong cả nước. Với anh Quốc Bảo, được chia sẻ, được lan tỏa yêu thương đến những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là niềm vui lớn đối với cuộc đời.
để rồi mai đây những hoàn cảnh này sẽ vững tin bước vào đời, trở thành người có ích cho xã hội và sẽ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn khác như chính người thầy, người cha là anh Quốc Bảo đã từng giúp đỡ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tây Đô Ngày Mới của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị một tuần làm việc hiệu quả. Xin thân ái chào tạm biệt.